Để trở thành chủ trang trại gà Đông Tảo rộng hơn 3.000 m2, một cơ sở chế biến các sản phẩm từ thịt gà Đông Tảo thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm như hiện nay, anh Giang Tuấn Vũ, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đã trải qua chặng đường đầy chông gai thử thách. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Giang Tuấn Vũ có một công việc ổn định ở Hà Nội, nhưng anh vẫn quyết định bỏ phố về quê khởi nghiệp bằng con gà Đông Tảo, một đặc sản nổi tiếng của quê hương mình. Trải qua nhiều khó khăn, sau 10 năm gây dựng, chàng trai trẻ tuổi này đã có trong tay một trang trại gà rộng 3.000 m2. Mỗi tháng, Vũ xuất bán khoảng 1.000 con gà giống, dịp Tết bán ra thị trường từ 400 đến 500 con gà biếu chất lượng cao, giá từ 2 triệu đến 5 triệu đồng một con. Tôi cũng rất là may mắn khi mà từ nhỏ đã được ông bà hướng dẫn chăm sóc những chú gà Đông Tảo và từ đó nó nảy sinh những cái đam mê trong tôi. Cái việc đó nó cũng phần nào đưa đến cái quyết định ở lại để khởi nghiệp tại quê hương của mình. Không chỉ bán hàng theo phương thức truyền thống, anh Vũ còn đẩy mạnh kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Tất cả các sản phẩm được đưa lên từ nguyên liệu cho tới quy trình sản xuất, giúp khách hàng tin tưởng và yên tâm hơn khi lựa chọn. Ngoài bán gà thương phẩm để tăng giá trị cho gà Đông Tảo, anh liên kết tiêu thụ gà thịt cùng một số trang trại trong xã để chế biến thành các sản phẩm như giò, chả sụn, gà ủ muối. Trong đó, sản phẩm chả sụn gà Đông Tảo, giò gà Đông Tảo được công nhận là sản phẩm OCOP. Đã ăn mấy năm nay rồi, nói chung là chất lượng tin tưởng là sạch sẽ, ngon, thơm, có mùi đặc trưng của gà Đông Tảo. Gà Đông Tảo thuộc danh sách các giống gia cầm quý hiếm của nước ta. Giống gà Đông Tảo đã thu hút giới truyền thông quốc tế. Trại gà của anh Giang Tuấn Vũ được đài truyền hình TBS của Nhật Bản để làm phóng sự về giống gà đặc sản của Việt Nam. Báo điện tử Business Insider của Mỹ đã chia sẻ đoạn video giới thiệu về giống gà đặc sản nổi tiếng này. Đoạn video được quay tại trại gà của anh Vũ hiện thu hút hàng triệu lượt xem với nhiều bình luận của độc giả từ khắp thế giới tỏ ý thích thú trước giống gà lạ này. Về mặt hình ảnh thì tôi thấy rằng là con gà đã vượt qua biên giới của Việt Nam và rất là nhiều bạn bè trên thế giới họ có phản hồi rất là tò mò về nó. Thì đấy cũng là một cái cơ hội cho chúng tôi, những người nông dân đang phát triển con gà Đông Tảo, không chỉ bán ở Việt Nam, có thể mở rộng ra quốc tế. Rất là hy vọng rằng cái sản phẩm thịt gà của chúng tôi, người ta sẽ nhắc đến nó giống như một cái sản phẩm như thịt bò Kobe của Nhật Bản. Dù đi sau, nhưng nhờ áp dụng công nghệ 4.0, đa dạng hóa các sản phẩm, anh Giang Tuấn Vũ đã thành công lớn với con gà Đông Tảo, không chỉ đem giá trị kinh tế cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động, mà anh còn góp phần bảo vệ, quảng bá giống gà quý của quê hương.